Sáng nay 20 tháng 8, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đã cho quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đức Huệ nhiệm kỳ 2020-2025, điều động đến Huyện ủy Thành hóa công tác và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thành hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ định đồng chí Đào Ngọc Thanh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đức Huệ nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời bổ nhiệm đồng chí Mai Đặng Thảo Nguyên, tránh văn phòng ban tuyên giáo tỉnh ủy, giữ chức vụ phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Tiếp nhận đồng chí Nguyễn Văn Mưng, trưởng ban tôn giáo, sở nội vụ, đến ban dân vận tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Tiếp nhận ông Trần Văn Vũ, trưởng phòng tài chính đảng, văn phòng tỉnh ủy, đến công tác tại sở tài chính, bổ nhiệm giữ chức vụ, phó giám đốc sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 4 tháng 9 năm 2024. Cũng trong đợt này, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy, bổ nhiệm lại bà Nguyễn Hồng Mai, giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định phát biểu giao nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn văn được bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ mới và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo ra sức luyện trí đức để trở thành cán bộ tốt cán bộ giỏi để tự khẳng định mình và đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của địa phương của tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy các cán bộ mới được phân công điều động bổ nhiệm đợt này hứa sẽ không ngừng học hỏi đoàn kết nội bộ nỗ lực cống hiến hết mình trong quá trình công tác ở đơn vị mới và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao